Chiều ngày 10 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lang Chánh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 tại đơn vị thị trấn. Hội nghị do đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì. Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử và chương trình hành động của 7 ứng cử viên, gồm ông Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Lê Xuân Sinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy thị trấn, bà Lê Thị Nguyệt, kinh doanh vật liệu xây dựng thương mại tại khu phố Lê Lợi thị trấn, ông Lê Quang Huy, công chức kế toán Ủy ban Nhân dân thị trấn, bà Lê Thị Tuất, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập Cộng đồng, kiêm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lang Chánh, bà Lê Thị Thời, Bí thư thôn Trường Khạt, xã Đồng Lương. Phát huy các thế mạnh của mình, từng ứng cử viên cam kết đem hết trí lực, tâm huyết, kinh nghiệm thực tế để thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, sẽ thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời tới Hội đồng Nhân dân huyện, các cấp các ngành những vấn đề được người dân cử tri quan tâm, nhất là các chính sách an sinh xã hội, phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư nâng cấp xây dựng cảnh quan đô thị, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tại hội nghị, các cử tri của thị trấn đã cởi mở, gửi gắm tâm tư nguyện vọng đối với các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện. Mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử, dám nói, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, dùng tiếng nói thẳng, nói thật của mình để đấu tranh tại nghị trường, quyết tâm xây dựng thị trấn thực sự là đơn vị dẫn đầu của huyện về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Lang Chánh. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy cảm ơn các cử tri thị trấn đã bày tỏ sự tin tưởng và sự kỳ vọng đối với các ứng cử viên, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị băn khoăn của các cử tri tại hội nghị tiếp xúc. Đồng chí khẳng định nếu trúng cử sẽ thường xuyên quan tâm đến đời sống nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri đến Hội đồng Nhân dân huyện và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.